Xin chào các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Tip Pro Canada. Hôm nay cuối tuần á, mình review cho các bạn xem cái máy cắt thịt ở bên Canada, mình dùng trong trong chợ các bạn. Đây là miếng sườn bò các bạn, sườn bò nhưng nó đã đông đá rồi á. Bên đây thì đa số thức ăn thì nó đông đá còn nhiều các bạn, nên là người ta sườn bò này người ta cắt cỡ khoảng tầm cỡ khoảng mấy nhúng nửa in nữa các bạn, một thứ nhúng nó cắt còn một half in nữa, nửa in nhé, bảo vệ gấp với dầu hào các bạn. Đây là sườn bò ha các bạn, mình cắt rất là dễ. Rồi mình về mình gấp rồi mình nướng các bạn, mình nướng sườn bò rất là ngon đấy. Các bạn nhìn thấy sườn bò, cái máy này cắt rất là ngót. Đây là sườn bò các bạn, mình gấp rồi mình nướng. Cái món này nhầu cũng được. Các bạn nhìn thấy nó cắt ngót không? Mà nó đều lắm các bạn, nó có cái nó tùy chỉ hai cái đồ bao nhiêu dài mỏng bao nhiêu các bạn. Đây là người ta mua nguyên cả miếng này các bạn. Đây các bạn nhìn thấy anh này cắt chuẩn không? Anh này cắt ra đều các bạn. Đấy. Đây là cắt quen tay các bạn. Cuối tuần nữa mình đi chợ á, em nhìn tình cờ mình quay cho các bạn thấy nha. Đây rõ các bạn, sườn bò ấy, miếng sườn bò luôn các bạn, nướng ngon lắm các bạn. Sườn bò này gấp cái vô hào lên xíu là mình nướng được rồi. Vậy là xong rồi các bạn, sườn bò nướng. Nhìn miếng thịt rất đẹp quá các bạn ha. Đây là miếng thịt ba rồi các bạn, miếng thịt này, miếng thịt tươi mình xếp tốt mình cắt các bạn. Mình cũng cắt ba rồi này, cắt về kho trứng này. Mình cắt rất là đơn giản các bạn. Ok, đây là miếng thịt ba rọi các bạn, ba rọi nhưng nó đông đá rồi các bạn, ba rọi đông đá nhưng như vậy thì mình cắt để mình nướng mà đi chi các bạn, thì chỉ tầm nó mỏng tầm mấy người in các bạn, rồi mình cắt rồi mình gấp với là gia vị á, rồi mình nướng các bạn. Cái món này về mùa hè thì có những món này ăn ngon các bạn. Nó cắt nó đều lắm các bạn. Có cái máy này, nó cắt tiền các bạn. Rồi các bạn
nướng nó ngon, lớp gia vị lên là nướng. Còn đây là một cái thịt ba rọi mà nguyên cả tảng đó các bạn, nguyên ba rọi mà nguyên cả nguyên hai bên hông á. Mình cắt bằng cái máy lên này tiền các bạn. Như vậy mình đi từng miếng miếng bốn miếng như vậy là để bán các bạn, trong tâm quán miếng miếng về. Các bạn nhìn thấy anh này cắt rất là chuyên nghiệp không? Còn đây là cái đuôi bò các bạn ạ, đuôi bò bắp bò, đuôi bắp bò, cái đuôi bắp bò anh này anh lọc cái bắp bò ra các bạn, bắp bò lớn là bắp bò nhỏ, bắp bò trước với bắp bò sau để bắp bò để non, để mấy, nấu mấy món mấy cái món ngon lắm các bạn. Điển hình là bò kho các bạn, điển hình là món bắp bò thì nấu bò kho ngon, hoặc nó phở các bạn, bắp bò nó phở cũng ngon. Đây người ta anh này làm mấy cái làng mình làm cái mỡ bò này các bạn, bò là mình bỏ nó bớt đi. Đây là cái bắp bò các bạn, anh nên làm anh lấy cái anh tách cái bắp bò ra riêng và xương ra riêng. Cái hàng bên này thì hàng ở chợ thì nó đa số là được nhập từ các công ty của công ty nói chung là nó công ty lớn các bạn, rồi là nó sẽ phân vào mình order rồi mình nhập về chờ các bạn. Nhìn cái thịt bò nó chi thật tươi các bạn, nhìn mấy cái sản phẩm nó đã đóng gói rồi. Đây là cái bắp bò các bạn, đây là những bắp bò các bạn tươi không. Như đây là miếng bắp bò nhỏ các bạn ạ, quay nha bạn không thấy rõ. Đây là một miếng bắp bò, đa số mình lọc ra rồi mình bỏ vô khay mình bán các bạn. Đây anh đang làm việc ở chợ này, anh thấy đây là bắp bò các bạn. Vì con dao của anh này rất chỉ là bén các bạn, con dao anh này mà nó được mài rất chỉ là bén. Đây con dao nó bén lắm các bạn. Đây nó xương ra các bạn. Đây bắp bò này thì nó phở là ngon lắm các bạn. Phở hoặc là bún bò hoặc là bánh bò kho cũng được các bạn. Đây.
cái con trắng trắng đó, nó không ganh các bạn ạ. Cái con này con ganh này, cái con trắng 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 này con ganh, ganh bò ấy. Cái con này con ganh các bạn, con ganh bò to. Đây con còng gân, bắp bò còng gân. Bò về nấu bò kho tuyệt vời lắm các bạn. Mình sẽ bọc cái này, anh này bọc cái này lại, bọc và nó cái sợi plastic thì mình cắt bằng cái trợ nhiệt nha các bạn, nó nóng nhiệt đó, nó nóng thì nó cắt bằng cái plastic đi các bạn, và anh này sẽ đưa ra tủ trưng bày bạn các bạn. Đây bốn miếng bắp bò các bạn, tươi ngon các bạn ạ. Và đây là cái xương cái này mình lọc ra các bạn, một cục xương và hai cái bắp bò các bạn, mình cắt xương này ra để mình bán xương bò riêng các bạn. Bán xương bò này đa số người ta mua về người ta hầm nấu phở các bạn, nấu phở hoặc nấu súp, nấu canh. Nhìn nó bọt cứng gân không bạn, nó thì cứng mấy cái lệch cưa, nó cưa như cái gỗ vậy. Và nhìn thấy cuộc sống ở bên Canada cũng là đi làm, cũng đi làm chờ làm chết các bạn, đi làm ở chờ đây, nó làm ở siêu thị các bạn. Tiếp đây là ăn cái này, anh này cắt cái đùi heo các bạn, các bạn nhìn thấy cái đùi heo to không? Đùi heo rất là to các bạn. Đây, cắt các bạn, đây là cái đùi, đây là đùi sau các bạn, đùi heo nó to như vậy ạ. Đùi heo xong, anh cắt xong anh ra lọc nó các bạn, lọc nó để mà bán thịt đùi với là xương ống, có xương ống không thịt heo các bạn. Các bạn nhìn thấy cái đùi heo to, từ nhỏ đến lớn mình mới thấy cái đùi heo to như vậy. Ở Việt Nam làm gì cũng, mình cũng Việt Nam cũng có mấy cái đùi heo to như thế này luôn á, nhưng con heo này chắc cà tà quá, hơn cà tà nữa. Anh
rọc ra rồi anh nghĩa là lấy cái xương ống đó các bạn, cái xương ống của con heo, và mình bán cái anh mình bán cái phần phần thịt đó riêng các bạn. Con dao của anh này chỉ là bén các bạn, chỉ là sắc cái. Cái này là trong cái siêu thị các bạn ạ, trong cái siêu thị mà người ta vẫn siêu thị của người Việt á. Đây mình miếng cắt, đang cắt cái bên này ta cắt cái thịt, thịt dê các bạn, dê mà dê này con dê này có da các bạn. Cô này cô mua về cô nấu lẩu dê, lẩu dê nhưng dê này nó có da nên cô cắt nó lên lớn các bạn. Cô yêu cầu là cắt lên lớn cho cô á. Lẩu dê nấu ăn ngon lắm các bạn ạ. Lẩu dê nấu gì nấu. Dê nhưng dê này cái đùi dê các bạn. Cái đùi dê này người ta mua là không có da các bạn. Thịt dê có da và thịt dê không có da các bạn. Bốn phao là gần ký 8 ạ. Có theo cái nhiều vàng các bạn. Dê này, dê loài này không có da. Đùi dê không có da. Và nhìn cái máy cắt bén không, cắt ngọt luôn đó. Thì cái đùi dê nó đã đông đá rồi các bạn, nên nó cứng. Đa số là đồ đông đá là nhiều các bạn. Các bạn cắt cái máy này, những người cắt rất là khéo các bạn, rất cẩn thận đó. Máy cắt cục là nó đều lắm các bạn. Quét cắt quen tay các bạn. Và nhìn thấy anh này cắt rất chỉ là chuẩn không, nó đều nó vuông, nó miếng thịt cục nào cục đấy nó tròn, nó vuông luôn đó, nó vuông luôn đó. Đấy, rất là đều các bạn. Thôi xin chào tạm biệt các bạn nha, video của mình đến đây là kết thúc này, giờ mình quay cũng hơi nhiều rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bye bye các bạn. TikTok.